kèm gió mạnh đã làm cho cây dầu trên đường Nguyễn Công Trứ quận 11 ngã ra đường, đè bẹp xe máy hai người bị thương. Trong buổi chiều nay ngày 12 tháng 4, cây dầu bật gốc có đường kính khoảng 50 cm, cao hơn 20 m, gốc bị một ruộng. Nạn nhân là tài xế Grab Phạm Hoàng Phú 36 tuổi và người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi cùng. Tôi chở khách còn cách điểm đến khoảng 50 m, cây ngã cái rầm trước đầu xe, chân tôi bị kẹt giữa bánh xe và thân cây. Người bên đường lại chạy lại đỡ thân cây, người tôi ra ra ngoài. Cũng may tôi không bị thương nặng. Anh Phú nói nạn nhân nữ bị thương nặng ở chân được chuyển đến bệnh viện. Trong khi đó xe máy thì đôi và tập đầu xuống. Mưa lớn và dông cũng bật ngã nhiều cây xanh ở quận 7. Một ô tô bị đè bẹp. Trong vừa qua thì gió lốc rất lớn chảy dài trong thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra từ 12 Gò Vấp